Thưa quý vị, với tinh thần vào cuộc quyết liệt, ở thời điểm này, Công an thành phố Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho các trường hợp đủ điều kiện. Mục tiêu đặt ra phải về đích trước ngày 30 tháng 7 theo kế hoạch của Bộ Công an. Hiện nay đã có nhiều phường xã hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện theo quy định. Ghi nhận tại quận Liên Chiểu. Một điểm cấp căn cước công dân đặt tại trụ sở Công an quận Liên Chiểu hoạt động luân phiên tất cả các ngày trong tuần và ngoài giờ hành chính để thu nhận những trường hợp cuối cùng chưa được cấp căn cước công dân. Đây là địa bàn có số công dân thường trú, tạm trú lớn nhất thành phố. Đòi hỏi cái thời gian cấp tương đối lâu, đó là cái số công dân mà già yếu, bệnh tật. Cái số này đòi hỏi Công an quận phải triển khai lực lượng liên tục cùng với Công an phường tiến hành rà soát kỹ để mà trực tiếp cấp cho công dân tại nhà. Bên cạnh các địa phương đang nỗ lực về đích, Đà Nẵng hiện có 4 phường hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện. Phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu là một minh chứng cụ thể cho công tác này. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chủ động của người dân là yếu tố quyết định giúp phường Hòa Hiệp Bắc về đích thu nhận căn cước công dân trước 1 tháng. Lấy người dân và doanh nghiệp là cái mục tiêu, là cái trọng tâm để triển khai thực hiện, giúp cho người dân và doanh nghiệp nó giảm bớt những cái phiền hà, những cái thủ tục hành chính mà nó không cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các cái thông tin cũng như là giúp các công tác cải cách hành chính trong thời gian đến có những cái hiệu quả tích cực hơn. Để đẩy nhanh tiến độ, lực lượng công an cơ sở phải túc trực đi đến từng khu dân cư, gặp gỡ từng trường hợp, ra soát, xác minh số người chưa được cấp căn cước công dân, bổ sung các thông tin còn thiếu để có giải pháp cụ thể. Đối với những người già yếu, ốm đau, không thể đi lại, tổ cấp căn cước công dân sẽ đến tận nhà để thu nhận hoặc dùng phương tiện chở đến trụ sở công an phường để làm căn cước công dân. Với quyết tâm hoàn thành sớm chỉ tiêu Bộ đề ra, Công an thành phố Đà Nẵng đang dùng toàn lực tăng ca, làm ngoài giờ theo phương châm, làm hết việc chứ không hết giờ để thu nhận căn cước công dân.